mẹ hít trà đó trong đó nhưng mà người đó tổng thì ở lâu rồi cho tôi hít trà đúng rồi người đó với nhau rồi. Nó là chế yếu á. Mặt đá trả, trông đọc. Họ trẻ nếp dần trẻ tiết tông nhà vậy chứ. Đi mà hôn lắm bà lắm thì mới chế bọc bì mình mà chế mà thử. Mà mới chế đọc. Trời đợt rồi nó. Ừ. Nhưng mà này kêu là mấy ảo. Nhưng mà bì mà đó mấy ảo. Chứ có chế thì có gì. Thôi tư là gì vậy mà, sô phà. Sô phà hồ bố. Ai hết, ai xa mà đẹp. Ồ, đã bảo thế là rồi, anh đã dồn với xe lý mới có rồi mà. Đã, nó mùi thơ, nó mùi thơ kỳ đàn. Sâu với rồi gì. Tên mưu đấy. À, để hỏi nào. Chê với. Đâu bếp hả? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.